Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 11, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Phạm Hồng Hà dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát về việc thực hiện đầu tư chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với dự án khu nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viện Lăng Cô. Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 9 có nhiều đề tài tham dự mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn công tác Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Phạm Hồng Hà dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Hiện nay tỉnh có 11 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại 1, 3 đô thị loại 4, 7 đô thị loại 5. Dự kiến đến năm 2020 sẽ hình thành bởi 1 đô thị loại 3 và 7 đô thị loại 5. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh hiện đạt hơn 52%. Đề xuất ý kiến với Bộ Xây dựng, tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra nhiều nội dung, trong đó trọng tâm là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô đến năm 2025. Tỉnh cũng đề xuất một số nhiệm vụ tham gia thực hiện đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, đề nghị Bộ Xây dựng đồng ý chủ trương cho tỉnh tham gia các chương trình dự án thí điểm của đề án phát triển đô thị thông minh như xây dựng và hoàn chỉnh chính quyền điện tử, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian đô thị thông minh, xây dựng trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đánh giá cao nỗ lực của Thừa Thiên Huế trong việc phát triển đô thị trong thời gian qua. Bộ trưởng đề nghị tỉnh đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản lý và phát triển đô thị bởi Huế là đô thị đặc biệt gắn liền với di sản. Đô thị hóa là nhiệm vụ quan trọng song song với công nghiệp hóa, hiện đại hóa để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bộ sẽ xem xét lại các tiêu chí đánh giá đô thị để thúc đẩy sự phát triển của những đô thị đặc thù như Huế. Bộ cũng sẽ hỗ trợ Thừa Thiên Huế trong việc phát triển đô thị thông minh. Đối với những vấn đề đề xuất khác, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị các cục vụ liên quan xem xét để có điều chỉnh phù hợp. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, sáng nay Quốc hội tiến hành thảo luận dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia. Tham gia góp ý dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia, đại biểu Phạm Như Hiệp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế nêu một số vấn đề. Các đại biểu nhất trí rất cao về sự cần thiết ban hành luật và nhấn mạnh dự thảo luật đã thể chế hóa nghị quyết số 20 NQTVK về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Kịp thời chủ động ứng phó với thực trạng sử dụng rượu bia đang ở mức cao, có xu hướng gia tăng nhanh, ở mức có hại đáng báo động. Qua phân tích những bằng chứng khoa học cho thấy, sử dụng rượu bia sẽ gây tổn thương đến cơ quan chức năng của cơ thể. Nhiều đại biểu cho rằng tên gọi như dự thảo là phù hợp với mục tiêu của luật là giảm thiểu tác hại của rượu bia đối với sức khỏe và các hệ lụy xã hội khác. Qua nghiên cứu toàn bộ dự thảo luật, tôi nhận thấy hầu hết các quy định tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền, thông tin, giáo dục. Tuy nhiên, nhằm phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu quả hơn, cần có thêm các điều khoản về chế tài hoặc xử phạt để luật phát huy tác dụng. Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát chuyên đề năm 2018, hôm qua đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Cái Vĩnh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viện về thực hiện đầu tư, chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viện Lăng Cô. Báo cáo của Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viện cho biết, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viện Lăng Cô là một dự án lớn có diện tích đất sử dụng khoảng 102 hectare với tổng mức đầu tư trên 7.728 tỷ đồng. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, chỉ còn 7,5 hectare vướng mắc, người dân chưa nhận tiền đền bù. Dự án gồm xây dựng và kinh doanh cả khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, khoảng 1.000 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế và khu tổng hợp dịch vụ vui chơi giải trí, khu trung tâm mua sắm quốc tế, khu biệt thự cao cấp với hơn 300 căn và dịch vụ khác. Dự án được thực hiện tại xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Hiện nay, giai đoạn 1 của dự án đang được tập trung thi công khẩn trương để có thể hoàn thành đưa vào hoạt động trong quý 4 năm 2019, với vốn đầu tư hơn 1.027 tỷ đồng trên diện tích đất khoảng 18,6 hectare. Giai đoạn 2 sẽ được khởi công trong quý 1 năm 2020 và giai đoạn 3 được thực hiện trong quý 1 năm 2022. Sau khi nghe ý kiến từ các thành viên của đoàn giám sát, chủ đầu tư dự án, ông Cái Vĩnh Tuấn, trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án tại khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô.
Đây là dự án lớn có quy mô, khi đưa vào hoạt động sẽ tạo bước đột phá trong phát triển du lịch của Phú Lộc và Thừa Thiên Huế. Do đó, những kiến nghị từ phía nhà đầu tư trong việc phát sinh thuê đất, phương thức trả tiền thuê đất được đoàn giám sát ghi nhận để làm việc với các ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Di sản cổ đô Huế với vấn đề bảo tồn và phát triển là diễn đàn đối thoại sử học được Hội Khoa học Lịch sử và Trung tâm Bảo tồn Di tích cổ đô Huế phối hợp tổ chức trong sáng nay. Tham dự diễn đàn có ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu đề dẫn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Bang, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, di sản văn hóa cổ đô Huế không chỉ là sản phẩm của quá khứ để lại mà còn là vấn đề của xã hội phát triển. Đó không chỉ là vấn đề riêng của tỉnh mà còn là của quốc gia và thế giới vì những giá trị văn hóa ở Huế mang tầm vóc của nhân loại. Vấn đề bảo tồn di sản văn hóa Huế là hết sức khó khăn, không chỉ liên quan đến thời tiết, khí hậu mà ở tính đa dạng của di sản. Do vậy, việc nghiên cứu bảo tồn đầu tư cho di sản phải mang tính đồng bộ, toàn diện, quy mô mới mang lại tính khả thi. Qua diễn đàn, ban tổ chức mong muốn nhận được ý kiến của các đại biểu liên quan đến công cuộc bảo tồn di sản, đề ra những giải pháp phát huy phát triển du lịch di sản trong bối cảnh thế giới hiện nay. Diễn đàn đã nhận được nhiều tham luận và nhận xét chuyên đề của các tác giả hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa di sản. Các đại biểu đã tiến hành thảo luận, phản biện một số vấn đề lớn như Huế trong quá khứ có phải là kinh đô Phật giáo không? Làm thế nào để tăng sức hấp dẫn hay thương hiệu của khu di sản văn hóa cổ đô Huế? Cần sự quan tâm và đầu tư thỏa đáng đối với các điểm di tích không nằm trong vùng lõi như phố cổ Bao Vinh, Gia Hội và một số vấn đề khác liên quan đến việc hợp tác để thúc đẩy du lịch phù hợp với bài toán bảo tồn và khai thác. Trong phiên đối thoại, ban điều hành cũng đã dành thời gian cho các đại biểu đặt câu hỏi, bình luận, đề xuất giải pháp với lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo thành phố. Qua những ý kiến đó, lãnh đạo tỉnh sẽ đưa ra những quyết sách, biện pháp đúng đắn cho sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa cổ đô Huế. Thưa quý vị và các bạn, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 9 có nhiều đề tài tham dự mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Phóng sự sau sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số đề tài mang tính thực tiễn và góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Giải pháp số hóa quản lý hạ tầng lưới điện trên nền tảng ứng dụng công nghệ RIS do ông Hà Thanh Long, Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế làm chủ nhiệm đề tài, được đánh giá là một trong những giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn cao. Đề tài đã xây dựng được giải pháp số hóa thông tin quản lý hạ tầng lưới điện trên nền tảng di động thông minh hệ điều hành Android bằng ứng dụng công nghệ RIS và GPS, đã ứng dụng xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quản lý tại đơn vị. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế là đơn vị đầu tiên xây dựng được cơ sở dữ liệu đầy đủ phục vụ quản lý tài sản, quản lý khách hàng và quản lý kỹ thuật trên lưới điện. Giải pháp này đã nâng cao công tác chỉ đạo điều hành và phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Đây là hướng đi tất yếu của Điện lực Huế trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và phục vụ công tác xây dựng dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế. Vào những năm 2003, chúng tôi đã hướng đến các cái cơ sở dữ liệu của lưới điện và từ đó chúng tôi xây dựng là số hóa nó. Đầu tiên là trên cái nền bản đồ và đảm bảo cho cái tính chất là nó trực quan, nó dễ hiểu. Cho nên với cái việc mà số hóa được thì chúng tôi đã làm được cái công tác là quy hoạch cũng như phát triển lưới điện nó chuẩn và nó hiệu quả. Trên cái nền tảng đó thì với cái cơ sở dữ liệu mà như chúng ta biết hiện nay số hóa toàn bộ lưới điện gọi là cơ sở dữ liệu lớn thì nó phục vụ cho cái công tác kết nối cơ sở dữ liệu của ngành điện với các cơ sở dữ liệu của tỉnh. Ở một lĩnh vực khác, lĩnh vực y tế, đề tài nghiên cứu kỹ năng sàng lọc và chẩn đoán trước sinh bệnh thalassemia tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thăng, Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện, cũng đã cho thấy tính hiệu quả thực tiễn cũng như hiệu quả xã hội. Bệnh thalassemia hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh di truyền lặng có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất của nhân loại, trong đó Việt Nam có khoảng 10% mang mầm bệnh. Người bị bệnh thalassemia phải điều trị bằng truyền máu và thải sắt định kỳ, thậm chí là điều trị suốt đời tại bệnh viện. Thực tế, căn bệnh này đã và đang gây ra hậu quả nghiêm trọng đến việc phát triển giống nòi, gây khó khăn trong việc điều trị của bệnh nhân. Hiện có tới 12 triệu người Việt Nam mang gen tan máu bẩm sinh, mỗi năm có trên 8.000 trẻ sinh ra bị bệnh. Đây là một căn bệnh khó chữa nhưng lại dễ phòng ngừa thông qua xét nghiệm sàng lọc,
phát hiện ra bệnh ở giai đoạn tiền hôn nhân hoặc chẩn đoán trước sinh. Công trình này nó mở ra một cơ hội cho triển khai của cả nước, và hội đồng cũng đánh giá cao vì cái tính nhân văn sâu sắc của nó là ngăn ngừa các cái bệnh mà mang tính chất bệnh thế kỷ và cũng đem lại hạnh phúc tương lai cho những bà mẹ và trẻ con. Đó cũng tính là thực tiễn và đó cũng là một cái hiệu quả. Và cái này chúng tôi đào tạo cho cán bộ y tế có thể sàng lọc được và có nắm được cái kỹ thuật này để có thể phát hiện sớm và chúng ta có cái xử lý sớm. Tại cuộc thi Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh năm nay có một điều khá đặc biệt là sự tham gia của người nước ngoài. Bà Andrea Tefel, một chuyên gia đến từ Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức. Trong nhiều năm qua, bà là một chuyên gia cộng sự đắc lực trong việc hỗ trợ Huế phục hồi các công trình di tích trên địa bàn. Trong quá trình nỗ lực phục hồi, bà cùng những cộng sự của mình đã phát triển và áp dụng thành công những kỹ thuật mới để bảo tồn một cách bền vững, kỹ thuật fresco và vữa màu. Kỹ thuật này đã được áp dụng thực tiễn phục hồi các công trình di sản vì nó có đặc tính tuyệt vời chống chọi lại các tác động của thời tiết, sự tàn phá của vi sinh vật và ô nhiễm. Trong đó đặc biệt là khả năng giữ màu và các họa tiết trang trí của các bề mặt kiến trúc ngoài trời. Dự án này có hiệu quả rất cao. Mình sử dụng lại công nghệ, những nguyên vật liệu là nguyên bản từ thời vua chúa người ta sử dụng. Mình phục hồi bảo tồn lại để thế hệ sau này họ có một phần nào đó nguyên bản của công trình. Không phải như những công trình khác mà dự án này may mò tìm kiếm và điều chỉnh những nguyên vật liệu mà người ta đã sử dụng trước đây. Và đó cũng là hiệu quả về mặt kinh tế đối với ngân sách nhà nước. Cuộc thi Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh ngày càng nhận được nhiều đề tài có tính thực tiễn cao, ứng dụng vào cuộc sống. Song bên cạnh đó vẫn còn có đề tài giải pháp khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn còn chậm. Vì vậy, cuộc thi cần hướng đến nhiều đề tài trên các lĩnh vực, không chỉ đảm bảo tính thực tiễn cho công tác nghiên cứu khảo sát, mà còn tạo nền tảng cho các ứng dụng khoa học công nghệ đi vào đời sống một cách thuận lợi, bài bản. Lễ trao giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh lần thứ 9 năm 2018 sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế truyền hình trực tiếp vào lúc 9 giờ sáng ngày 17 tháng 11. Kính mời quý khán giả chú ý đón xem. Thưa quý vị và các bạn, dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số chính thức được cung cấp trên phạm vi toàn quốc. Các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone triển khai cho các thuê bao trả sau từ ngày hôm nay ngày 16 tháng 11. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày đầu tiên thực hiện dịch vụ này tại Thừa Thiên Huế. Sáng ngày 16 tháng 11, tại các điểm giao dịch ba nhà mạng Vinaphone, Mobifone và Viettel trên địa bàn tỉnh đã phục vụ các thuê bao có nhu cầu chuyển mạng giữ số. Tổng chi phí là 60.000 đồng, bao gồm cước phí chuyển mạng, phí hoa mạng mới và mua sim trắng. Khách hàng có thể đến các điểm giao dịch hoặc đăng ký dịch vụ chuyển mạng giữ số thông qua các kênh website của nhà mạng. Thời điểm hiện nay, chỉ mới áp dụng đối với thuê bao trả sau của ba nhà mạng lớn Vinaphone, Mobifone và Viettel. Sau 3 tháng, dịch vụ chuyển mạng giữ số sẽ áp dụng với toàn bộ thuê bao trả trước và có sự tham gia của mạng Vietnam Mobile. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên, nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh vẫn không biết thông tin về dịch vụ này. Nếu mà muốn đổi như vậy thì cần có một cái thông báo nhắn tin qua từng thuê bao rộng rãi hơn để cho khách hàng họ tiếp cận dễ hơn. Quy trình chuyển mạng giữ số được thực hiện theo quy định của Cục Viễn thông với thời gian xử lý các yêu cầu tối đa là 2 giờ. Dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số được đánh giá sẽ tác động lớn đến hành vi tiêu dùng của người dùng, bởi dịch vụ giúp người dùng di động có thể lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ di động mà không phải thay đổi số thuê bao. Nếu như dịch vụ của nhà mạng chỉnh không tốt, chất lượng chăm sóc khách hàng kém sẽ khiến tỷ lệ rời bỏ nhà mạng sẽ cao. Cái này thì cũng là một cái tiện lợi cho cả cái nhà mạng nó liên kết với nhau. Còn đối với khách hàng thì đó là một cái tiện ích thôi. Khi mà các nhà mạng mà muốn phát triển như thế nào thì có các cái chiến lược thì nên tung ra các cái chiến lược khuyến mại. Việc chuyển mạng giữ số là một cái cơ hội cũng như là một cái thách thức để Mobifone cũng như các nhà mạng khác nâng cao cái công tác chăm sóc khách hàng. Dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số được triển khai sẽ đem lại nhiều lợi ích cho thị trường viễn thông, doanh nghiệp viễn thông, thuê bao di động và đáp ứng mục tiêu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước. Các nhà mạng nhận định chuyển mạng giữ số là một thử thách, đồng thời là cơ hội làm mới và trở lại chiếm lĩnh thị trường.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt mở rộng mạng lưới hoạt động về nông thôn, vùng sâu vùng xa để đưa các dịch vụ ngân hàng đến gần với người dân, góp phần làm giảm việc vay tín dụng đen cho người dân. Phòng giao dịch Hương Thủy và Nam Đông đi vào hoạt động, mang đến cho khách hàng đầy đủ các giải pháp tài chính hiệu quả và tiện ích như huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư, cấp tín dụng, tài trợ vốn vay cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, đặc biệt là nhóm khách hàng như hưu trí, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nông dân, phục vụ nhu cầu kinh doanh và tiêu dùng. Ngoài ra, phòng giao dịch còn có các dịch vụ ngoại hối, thanh toán trong nước và quốc tế, thu hồi tiền điện, tiền nước cùng các loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại an toàn. Việc mở rộng mạng lưới hoạt động tại các vùng nông thôn của 9 huyện, thị xã và thành phố Huế để đáp ứng nguồn vốn vay cho người dân, tránh tình trạng tín dụng đen xảy ra phổ biến tại nhiều địa phương. Được biết, Liên Việt Postbank là ngân hàng thương mại cổ phần có mạng lưới lớn nhất Việt Nam với hơn 320 chi nhánh, phòng giao dịch tại 63 tỉnh thành trong cả nước, cùng quyền khai thác hơn 10.000 điểm giao dịch bưu điện để cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến tầng cấp huyện, cấp xã để đưa các dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân. Thưa quý vị, năm nay Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế tròn 30 năm tuổi. Ngần ấy thời gian đã chứng kiến biết bao nỗ lực cố gắng để đưa hội trở thành một hội đặc thù, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, giám định, phản biện khoa học và phản biện xã hội. Đây là một vị thế không hề dễ dàng có được đối với một hội khoa học hoạt động tại địa phương hiện nay ở nước ta. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng các thế hệ những người làm công tác sử học vẫn luôn nỗ lực để tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Bang là một trong những người đã gắn bó với Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế từ những ngày đầu sơ khai. 30 năm trôi qua, ông vẫn còn nhớ như in những ngày khó khăn ban đầu, những thử thách đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực để vượt qua. Phải nói là trong những cái năm đầu thì hội sở rất là khó khăn. Mất cả 10 năm đấy, chật vật với những cái thao tác để vận động, để thành lập. Hoạt động chính của hội thì khoảng 20 năm gần lại đây. Một trong những cái điều mà tôi rất là phấn khởi là đến năm 2011 ấy, thì Hội Khoa học Lịch sử được tỉnh công nhận là cái hội đặc thù. Năm 1994, Hội Khoa học Lịch sử tổ chức đại hội lần thứ nhất. Kể từ đó, hội là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và là thành viên sáng lập của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh. Năm 1992, hội cho ra đời tạp chí Huế Xưa và Nay. Từ đó, cuốn tạp chí này trở thành xương sống để tập hợp hội viên thông qua những bài công tác, những bài viết phân tích chuyên môn về lịch sử văn hóa Huế và các vùng lân cận. Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá tạp chí Huế Xưa và Nay chính là đàn anh của tạp chí Xưa và Nay của Trung ương hội. Cố giáo sư Phan Huy Lê từng nhận xét: sức sống và sức hút của tạp chí là đã kịp thời đăng tải những phát hiện mới về tư liệu, trao đổi những vấn đề liên quan đến lịch sử, văn hóa xứ Huế, gắn kết nhiều nội dung mang tính thời sự từ xưa đến nay. Dù có vị thế rất quan trọng, nhưng Huế Xưa và Nay vẫn còn rất nhiều khó khăn trong duy trì hoạt động. Đây là trăn trở không chỉ của hội, của ban biên tập mà còn là của tất cả những người làm công tác nghiên cứu, những nhà văn hóa của địa phương và cả nước. Chúng tôi tập trung là nâng cao chất lượng của các bài công bố trên tạp chí, rồi là định dạng lại cái tạp chí tờ bìa, và theo cái lộ trình của chúng tôi thì đến năm 2023 tạp chí Huế Xưa Nay sẽ được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận là một tạp chí được tín nhiệm công trình cho những người làm giáo sư, phó giáo sư trong chuyên ngành lịch sử. Hoạt động sử học của hội có vai trò nòng cốt trong cả hoạt động khoa học liên ngành văn hóa, y học, báo chí, giáo dục. Uy tín của hội, đội ngũ sử học của tỉnh theo đó ngày càng phát triển và trở thành một tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học quan trọng của tỉnh và hội trung ương. Những dấu mốc quan trọng có thể kể đến như trong hơn 10 năm đầu thành lập, hội chủ trì và tổ chức thành công 5 đề tài trọng điểm cấp tỉnh và 2 đề tài khoa học cấp quốc gia. Kể từ năm 2010, hội là cơ quan chủ trì phối hợp tổ chức 30 hội thảo, tọa đàm khoa học mang tầm quốc gia và quốc tế. Từ năm 2007, hội xuất bản 26 công trình khoa học. Bắt đầu từ năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao hội tổ chức đối thoại khoa học hàng năm với nhiều chủ đề quan trọng liên quan đến sự phát triển của tỉnh. Đó có thể coi là những trải ngọt làm cho những người gắn bó, đồng hành với hội cảm thấy tự hào. Rồi các đề tài cấp tỉnh, kể cả những cái tỉnh ở ngoài,
thì Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế cũng đứng ở chủ trì. Nên phải nói là cái hội ở đây thì không những là phát huy cái thế mạnh ở vùng đất di sản mà còn mang cái tầm quốc gia, rồi mang cái tầm khu vực nữa. Thì đã trên một cái thế là có một vùng đất để triển khai các hoạt động sử dụng rất tốt. Và thứ hai là cũng có cái đội ngũ sọc phải nói rất mạnh, ngang cái tầm cỡ quốc gia. Cho nên tôi cũng phải nói trong 30 năm thì cảm thấy là mình gắn bó và rất vui lòng với những cái thành tựu của Hội Khoa học Lịch sử đã đạt được. Nhưng trong cái đội ngũ của Hội Khoa học Lịch sử đấy, mà cái số hội viên bây giờ lên tới hơn 5.000 trong toàn quốc đấy, thì Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế là một trong những cái hội rất mạnh. Có thể đánh giá rằng là 30 năm xây dựng và phát triển thì Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế là một cái đơn vị hết sức là vững chắc của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, có nhiều đóng góp vào cái sự phát triển lịch sử của đất nước. 30 năm nỗ lực không ngừng, hội hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và đạt được nhiều giải thưởng khoa học cao quý. Giải nhất Giải thưởng Khoa học và Sáng tạo Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014, Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ năm 2017. Chủ tịch hội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Bang được tôn vinh là trí thức khoa học tiêu biểu toàn quốc năm 2017. Nhiều thế hệ đi trước rồi sẽ không còn gắn bó với công tác hội nữa, nhưng họ có thể yên tâm bởi những thế hệ kế cận đã sẵn sàng để việc tiếp những thành công trong nghiên cứu khoa học, xây dựng hội và đóng góp nhiều hơn trong xây dựng và phát triển quê hương Thừa Thiên Huế. Vào ngày mai, trên sân Tự Do Huế sẽ diễn ra trận chung kết giữa hai đội bóng U21 Hà Nội và U21 BKM Bình Dương để tìm ra ngôi vị quán quân trong năm nay. Mời quý khán giả cùng đến với buổi tập trước trận đấu của đội U21 Hà Nội để xem sự chuẩn bị tích cực của các cầu thủ của đội bóng thủ đô. 3 ngày sau chiến thắng kịch tính trước đối thủ Viettel, thể lực của các cầu thủ U21 Hà Nội đã phục hồi khá tốt. Để chuẩn bị cho trận chung kết trước U21 BKM Bình Dương, các bài tập của ban huấn luyện dành cho các cầu thủ trẻ chủ yếu là các động tác giãn cơ, ép thẳng, đơn giản nhằm tránh các chấn thương không đáng có. Ngày mai cũng không loại trừ là một trận đấu cũng cống hiến giống như 4 trận kia, nghĩa là đội bóng là ra sân là phải cống hiến. Còn kết quả nó còn phụ thuộc vào đối phương, còn phụ thuộc vào may mắn, còn nhiều yếu tố nữa. Nhưng với tinh thần của đội U21 Hà Nội đến với giải đấu, nghĩa là luôn luôn cống hiến hết mình, phục vụ khán giả Huế và khán giả toàn quốc để xem trên truyền hình một trận đấu đẹp mắt. Với hành trang là 4 chiến thắng liên tiếp ngay từ vòng bảng, U21 Hà Nội đang sẵn sàng để chạm tay vào chiếc cúp vô địch U21 quốc gia danh giá. Tuy nhiên, U21 BKM Bình Dương cũng là một đối thủ khá khó chơi, đặc biệt là sau chiến thắng lịch sử trước U21 Hoàng Anh Gia Lai vừa qua. Với lối chơi thiên về phòng ngự phản công, cộng với sự đột biến của một vài nhân tố trẻ trong đội hình, BKM Bình Dương hoàn toàn có thể làm nên chuyện trong trận chung kết sắp tới. Tôi cũng nhìn thấy đội Bình Dương là một đội bóng có ý đồ chơi và phải nói là có cái những chiến thuật chơi giống như trận bán kết. Thì tôi nghĩ là với những cái gì Bình Dương thể hiện qua 4 trận đấu thì tôi thấy Bình Dương cũng là một đối thủ xứng đáng đá trận chung kết và là một đối thủ rất khó khăn cho U21 Hà Nội. Tất cả đã sẵn sàng để hướng về trận chung kết giữa U21 Hà Nội và U21 BKM Bình Dương. Các cầu thủ sẽ cống hiến một trận đấu mãn nhãn và để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Trận chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Bảo Thanh Niên và lễ bế mạc trao giải sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp vào lúc 15:30 chiều ngày 17 tháng 11. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.